Sáng nay, trường Trung học cơ sở Nguyễn Thiện Thuật, huyện Khoai Châu tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập và đón nhận cờ thi đua của Chính phủ. Trường Trung học cơ sở Nguyễn Thiện Thuật được thành lập từ năm 1992, trải qua 30 năm, nhà trường đã khẳng định được vị thế của một ngôi trường có truyền thống dạy tốt, học tốt, có bề dày thành tích, là nơi gieo hạt giống tri thức, ươm mầm tài năng, nâng cánh ước mơ cho nhiều thế hệ học trò. Đến nay, cơ sở vật chất nhà trường được quan tâm xây dựng khang trang, đáp ứng nhu cầu dạy và học. Đội ngũ nhà giáo bảo đảm số lượng và chất lượng, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng các phương tiện dạy học, phương pháp dạy học và kỹ thuật dạy học hiện đại vào giảng dạy. 100% cán bộ giáo viên có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn, là tấm gương tự học và sáng tạo cho học sinh noi theo. Nhà trường thực hiện đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh, chú trọng dạy học tích hợp, giáo dục thể chất, giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống cho học sinh. Nhiều năm liền, nhà trường là đơn vị dẫn đầu phong trào dạy tốt học tốt, được tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước. Nhân dịp này, trường Trung học cơ sở Nguyễn Thiện Thuật được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 và vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua. Chúng tôi rất là cảm kích bởi vì nhà trường vẫn dành cho những học sinh khóa cũ, dành cho những cái thế hệ thầy cô khóa cũ những cái sự trân trọng vô cùng, dành cho chúng tôi những cái khoảng thời gian riêng, những không gian riêng để có thể hội ngộ với nhau, cùng ôn lại những câu chuyện cũ. Hiện tại thì sau 30 năm, các học sinh của nhà trường đã vươn cánh bay xa và đóng góp cho xã hội ở bất cứ một cái cương vị nào, ở bất cứ một cái vị trí nào. Nhưng mà ở đây mãi mãi là một cái phần ký ức mà chúng tôi trân trọng và chúng tôi thực sự biết ơn các thầy, các cô.